bóng chiều tà, rượu dã tâm can kẻ viễn khách Hà Nội dòng thiên hạ, bỏ qua được công danh hiển hách, buồn vui cũ cũng đã trải để trôi theo từng áng mây hồng, phục bụng bồ trên vai áo vải còn nhuốm bị khói trái cây, nồng hắn say mộng chẳng lo thành ngay bại, vẫn cứ rong rồi lang thang và tạm làm bạn với những con phố tưởng như không tuổi mang mong ướt hiền hòa như giọt mưa đọng, ướt hết nhà bóng hắn đổ lướt hết ngang vẫn đọc bồ sọc, bước thiên hạ như kẻ hào kiệt hào hiệp hào huyền giữa thế sự đảo điên, tim đập trong lồng ngực như tiếng vó ngựa đạp trên thảo nguyên, vì chuyện tương lai bất định vẫn khiến bản tâm chẳng an, vì những cám dỗ bất chính và những thanh âm chẳng tan, hồi chung lại thầm lặng vang hắn mang ngàn tâm trạng không thôi sao động, cố sống sao cho không thể khi ngẩng mặt lên bầu trời cao rộng tự hào khi đứng trước mộ người bằng hữu và chân nén nhang ngồi cùng bàn với người bạn hữu thu kiếm sắc và nâng trên cạn, hắn làm không vì nén bạc không bị lương trăm phần công tư tâm, hắn làm vì đời đến bạc mong ý tứ sẽ để lại dư âm, hắn như câm dưới ánh mặt trời đốt tiếp vậy, hắn sẵn lòng với bản thân chỉ sống tốt thêm nốt kiếp này, hắn là hiệp khách tuyệt phách ở dưới cầm trời, hiệp khách số mệnh kiệt trách sinh ở nhầm thời xuống theo phận đời và người viễn khách đành an phận mang thân kiếp hiệp khách hành, hắn là hiệp khách tuyệt phách ở dưới gầm trời, hiệp khách số mệnh kiệt trách sinh ở nhầm thời xuống theo phận đời và người viễn khách đành an phận mang thân kiếp hiệp khách hành, bốn bể phương trời tan như đặc giữa nơi xã hội đương thời, cuộc sống con người sớm nở nhanh tàn cho nên ta cảm thấy thương đời, ta nguyện gánh vác ở trên vai là những lo lắng chuyện tương lai, sao mai vẫn chẳng thể dừng lại tiếng nhạc đang phát ở bên tai, chén rượu chua xót ta nhâm nhi cùng với bầu tâm sự nàng chiêu, đã có những giây phút lâm ly khi phải tiễn đưa người bằng hữu, lúc ngoại đạo giảng nghĩa giả nhân dù có vạn kiếp xả thân thì ta vẫn muốn vạch trần bộ mặt thật bọn chúng trước toàn dân, nên ta biết đứng im là sai nhưng phải đặt niềm tin vào ai, khi thế nhân ngày càng biến chất những điều dối trá đã in vào tai, đã biết chắc sẽ nổi cơn tam bành, khi mọi thứ tan tài sẽ chẳng quan tâm việc đúng sai, chỉ lo thế nhân được an lành vượt qua mọi thử thách, vang danh trong sử sách những điều mà ta phải trải qua đã khiến ta trở nên cự phách, làm sao được thoát khỏi sầu khổ khi hai hàng nước mắt lăn dài, đúng sai chẳng có một ai bàn về kết thúc mà chuyện đã an bài, hiệp khách tuyệt phách ở dưới gầm trời, hiệp khách số mệnh khiển trách sinh ở nhầm thời xuống theo phận đời và người viễn khách đành an phận mang thân kiếp hiệp khách hành, hắn là hiệp khách tuyệt phách ở dưới gầm trời, hiệp